Yeah, MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a... Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Tiếp tục kêu gọi anh em ủng hộ mình cái nha. Cái kênh Ascension anh em chỉ cần đăng ký thôi được rồi. Không còn xem được, cái kênh này mới mở anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Rồi, trước khi vô clip hôm nay á, thì mình sẽ xem ha. Coi cái quảng cáo với cái này có chưa. Cái P anh em, mình còn 4 tiếng nữa ha. Rồi, mình vô cái Rival Robot nha anh em. Đây, để mình lấy cái quà anh em hàng ngày á. Đấy, ngày mai sẽ được lấy thêm điểm Rival Bond cho anh em, thấy không? Nói chung mình nhắc nhở anh em thôi. Đó, nói chung là những cái gì mà liên quan tới game thôi. Ok anh em, xong rồi. Bây giờ mình sẽ vô phần nhân phẩm nha anh em. Mình có được ít điểm á, thì mình quay chơi anh em. Đấy, nói chung ạc này cũng hơi cùi chút anh em. Đó, mình quay chơi thôi, kệ nó có nhiều quá nhiều anh em. Đây mình là khóa chơi trò này. Đây trước khi vô clip chính thì mình cứ khởi động trước đây anh em, cho nó vui vui trước đi. Đấy, mình khoái giải đức anh em, mấy con CB đức nè, khá ngon. Nên quay nhân phẩm kiếm con nào đó xài luôn cũng được, ạc cùi mà chơi luôn. Rồi, mở tối anh em, bắt đầu mở tối gió. Gì đi? What? Trời ơi, rồi xong phim anh em, một con 96. Rồi mở tiếp luôn em ơi, đen rồi. Mở luôn đại đi. Coi như thế nào. Nói chung mở hai lần thì cũng xác suất khá thấp. Rồi mở đi, mở. What? Nhanh. Yes. Có gì đây? Ôi, coi anh em ơi, rồi xong. Ok anh em. Sắp tới thì sẽ có một sự kiện Nation Hero tiếp nha anh em. Nhưng mà nó về cầu thủ nước ngoài, nhưng không có Việt Nam. Thì hôm nay mình làm một cái clip như là tri ân những chiến binh của chúng ta đang đá vòng loại thứ 3 World Cup nha anh em. Đây mình sẽ làm một clip concept chơi và những cầu thủ Việt Nam nha anh em. Đấy, cho nó vui anh em. Đó, như ủng hộ Việt Nam vậy đó. Đó. Thì hy vọng là cái mùa sau đó, nó mua được V-League thì sẽ có cầu thủ Việt Nam nha anh em. Đấy, mùa này thì chưa có đâu. Rồi ok, giờ bây giờ anh em xem nha. Burn for plants tonight.
my head again.